Đây là một trong các chiến lược gần như là hiệu quả nhất giúp cho các bạn tạo ra những nội dung video thu hút chuẩn tệp và chuyển đổi cao. Đó chính là hãy dạy cho khán giả, khách hàng mục tiêu của các bạn một điều gì đó. Nào, việc đầu tiên để áp dụng chiến lược này, bạn phải biết rõ ràng là khách hàng bạn muốn thu hút về là ai, rồi sau đó mới dạy cho họ nhá. Mình lấy một ví dụ, bạn muốn bán về bỉm sữa chẳng hạn, bạn phải biết rõ là khách hàng của các bạn là các mẹ bỉm sữa đi, phải biết rõ khách hàng của mình là ai, rồi sau đó bạn sẽ dạy cho họ điều gì. Nào, ví dụ mình sẽ dạy cho các mẹ cách lựa chọn bỉm này, hay là cách phân biệt bỉm nào là tốt cho từng cái loại da nào, hay là cách để cho bé măm ti mà không bị chớ này, đó, dạy cho họ những cái kỹ năng, dạy cho họ những cái kiến thức đó. Hoặc đơn giản ví dụ thôi là các bạn muốn bán cái cây thông Noel này, thì bạn phải biết rõ là đối tượng khách hàng, khán giả của bạn là ai, là những người mong muốn trang trí nhà cửa có một cái đêm Giáng sinh vui vẻ chẳng hạn. Thì thay vì giới thiệu về cái cây thông Noel này, thì bạn hãy dạy cho họ những cái cách thức trang trí deco cây thông Noel, đúng không nào? Rồi ví dụ bạn muốn bán cái cây cảnh này chẳng hạn, cái cây xanh này chẳng hạn, thì thay vì giới thiệu về cái cây xanh này nó có cái gì, thì bạn hãy dạy cho họ cái cách thức chăm bón tưới cây như thế nào này, cách thức phòng này, trị bệnh khi mà các cây xanh, cây cảnh gặp phải ra làm sao này. Đấy là khi bạn đã hiểu rõ khách hàng của mình là những người thích chơi cây cảnh, và chắc chắn rằng họ sẽ quan tâm đến các chủ đề đấy. Hãy dạy cho họ những điều đấy nhá. Nào, làm luôn bài tập này ngay bây giờ. Không biết là bạn đang kinh doanh sản phẩm hay là dịch vụ gì, hãy comment xuống bên dưới. Bạn sẽ dạy cho khách hàng mục tiêu, cho khán giả của bạn trên video của bạn điều gì nào? Hãy lấy ví dụ 2-3 ý tưởng và comment vào trong đây và chúng ta cùng tương tác nhá. Và một lát nữa chúng ta sẽ đến với lớp học 2 buổi miễn phí của Nguyễn Anh Tùng. Tùng sẽ cùng với các anh chị em thảo luận, chia sẻ về những ý tưởng, những chiến lược để chúng ta làm những cái nội dung video thật nhiều giá trị, thu hút được khách hàng mục tiêu và bán được thật nhiều hàng thông qua các video ngắn, thông qua cách mà chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet các bạn nhá.